Giải chạy bộ Đà Lạt Music Run, sự kiện mở màn cho tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2022 vừa kết thúc thành công tại thành phố Đà Lạt. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng công ty Viettravel và Neset lần đầu tổ chức. Nét khác biệt của giải chạy bộ này so với những giải chạy khác là các vận động viên thể hiện tài năng trên nền nhạc cổ động do các nhóm nhạc biểu diễn tại sân khấu trung tâm. Bên cạnh đó, do sự kiện diễn ra từ 17 giờ, nên các vận động viên cảm nhận được sự chuyển đổi thời gian từ ngày sang đêm của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Tuy là lần đầu tổ chức, nhưng sự kiện này đã thu hút gần 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước tham gia. Các cự ly thi đấu là 21 km, 10 km và 5 km, có lộ trình vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. Với những khác biệt mà giải đấu đem lại, Đà Lạt Music Run 2022 còn thu hút sự tham gia của những vận động viên khác là khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Tôi rất thích Đà Lạt vì phong cảnh ở đây có những ngọn núi và thác nước thiên nhiên. Đến đây du lịch nhưng gặp hoạt động để ý nghĩa này nên tôi tham gia. Có thể nói là rất tuyệt vời từ không gian cho tới con người. Xin cảm ơn tất cả. Sau hơn một giờ tranh tài, các thứ hạng cao nhất của giải đấu đã vinh danh người xứng đáng. Ở cự ly 21 km dành cho nam, vận động viên Lê Tấn Hy, đơn vị chủ nhà Lâm Đồng là người cán đích đầu tiên sau 1 giờ 18 phút. Cự ly này của nữ vinh danh vận động viên Nguyễn Thị Đường với thành tích 1 giờ 39 phút. Cự ly 10 km chứng kiến sự xuất sắc của vận động viên Trần Đăng An và Đặng Thị Việt Trinh khi hai vận động viên này là người về đích đầu tiên. Tại cự ly 5 km, vận động viên Nguyễn Thị Bích Ngọc nội dung nữ và Trương Trí Tâm nội dung nam là những người xuất sắc nhất. Đây là một giải đấu mình nghĩ rất là hay, vừa kết hợp chạy bộ và vừa có nghe nhạc trên đường. Và nói chung là rất là giúp cho mọi người có một không khí sôi động và thi đấu sẽ tích cực hơn. Và giúp cho mọi người có sự cảm giác quên đi sự mệt mỏi đi, nghe nhạc để thư giãn và quên đi sự mệt mỏi trên đường chạy. Nói chung là mình đây là cái giải rất là hay. Mình mong muốn là giải đấu này sang năm sẽ nâng cấp lên cự ly 42 luôn nữa, thì nó sẽ hoàn hảo hơn và tuyệt vời hơn. Cái đầu tiên chúng tôi có thể nói đó là cái thành công về sự an toàn, với cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đường chạy được bảo vệ hết sức là an toàn và không có cái sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Điều đó là điều chúng tôi ghi nhận đầu tiên. Cái thứ hai là các cái giải thưởng đều được trao cho những cái người rất xứng đáng. Và chúng tôi theo dõi cái thành tích của các cái vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba đó, thì đều có cái thành tích rất là tốt so với các cái giải chạy khác. Mặc dù đây là một cái giải chạy về âm nhạc. Và cái thành công thứ ba mà tôi có thể nói là rất là tự hào cho tới giờ phút này, đó là cái số lượng đông đảo vận động viên tham gia. Và họ rất hài lòng, họ tham gia hết mình với các cái chương trình về chạy bộ và âm nhạc. Và rất nhiều người mong muốn rằng là qua Facebook, qua các cái comment trên cái trang của chúng tôi, thì chúng ta thấy rằng là họ mong muốn được duy trì, được tổ chức và có những cái sân chơi như vậy, tốt cho sức khỏe và tốt cho cái tinh thần của họ. Sự kiện Đà Lạt Music Run 2022 được Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương bảo trợ thông tin. Chương trình livestream sự kiện này trên trang YouTube và fanpage BTV Thể thao đã thu hút rất đông sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là cộng đồng yêu thích môn chạy bộ trên khắp cả nước. Theo ban tổ chức, sự thành công của giải đấu này sẽ là cơ sở để những giải chạy bộ với thông điệp vì sức khỏe, vì môi trường được tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.